và xin chào các bác quay trở lại kênh YouTube Audio. Ngày hôm nay thì xin phép được trở lại với các bác một cái video tiếp theo để giới thiệu các bác một sản phẩm mới về bên em. Em về được 2 chiếc, về được 3 chiếc thì đã có một bác lấy mua một chiếc luôn khi em về hôm qua rồi. Đó là một chiếc âm ly nhạc số mang tên là Denon DRA100. Trước đây thì em đã từng về một cái chiếc này rồi, nhưng mà về em cũng đã bán, và cái chiếc này âm ly nhạc số này thì sang cái năm 2020 này thì đã rất là kịp bắt xu hướng thời sử dụng các bác. Thì khi mà công nghệ nhạc số càng ngày lên ngôi, và đã rất nhiều bác có trong những cái group mà hội yêu nhạc số hay là hội những người thì chơi nhạc số, thì các bác ấy đều rất là yêu thích cái sản phẩm như thế này. Trước mắt các bác đây là một cái âm ly đền âm DRA100. Ở đây em đã ghép kèm với một đôi loa Dali Janser 1. Thì cái về đôi loa này thì em sẽ làm một cái video em giới thiệu riêng trong cái video sau. Thì cái video này em sẽ giới thiệu cho các bác kỹ về một cái âm ly nhạc số mà có thể gọi là tiêu chuẩn. Tại sao gọi là tiêu chuẩn? Vì âm ly nhạc số mà kiểu mẫu như bây giờ, con đền DRA100 là một âm ly kiểu mẫu mà có tất cả cái tính năng ăn chơi đầy đủ nhất của bây giờ, mà hầu hết là các bác yêu thích. Ở trước các bác là một cái âm ly kích thước thì con này có nặng khoảng tầm 5 kg, gần 5 kg. Hai mặt trên mặt dưới của nó nhá, mặt trên và mặt dưới đều được ốp nhôm, một cái tấm nhôm nguyên khối nhìn rất là đẹp. Ở cái phần mặt ở giữa của nó thì được em sẽ quay gần cho các bác xem đây, các bác nhìn rõ nhá. Ở phần này là được ốp nhôm này, ở giữa có một cái logo đền ông này, ở dưới có ốp nhôm luôn. Thì cái việc ốp nhôm như thế này ấy, thì nó sẽ cho chúng ta cái sự cân bằng tốt, tức là cái sự giảm cái sự rung động, rung lắc, cái dao động khi mà cái âm ly nó hoạt động. Nên đấy là cái hay của nó. Cái tiếp theo là ở phần dưới này các bác nhé, các bác nhìn thấy là có một cái nút bật tắt nguồn này. Ở đây có một biểu tượng NFC. NFC là biểu tượng kết nối không dây khi các bác để với điện thoại Sony hay là Samsung vào đây, thì nó sẽ tự bật cái NFC của điện thoại lên, nó sẽ tự kết nối mà chúng ta không cần phải Bluetooth cũng được. Con này thì là có Bluetooth rồi, ở phía sau chúng ta có hai cái dây Bluetooth, có cả Wi-Fi luôn. Đấy, rất là hay. Vừa có NFC này, có Bluetooth, có Wi-Fi, đây là những cái kết nối không dây mà các bác rất quan tâm. Bởi thực ra bây giờ công nghệ số mà không dùng đến Bluetooth hay AirPlay thì nó coi như là không có thể gọi là công nghệ số được. Nó chưa phải là số lắm. Ở bên cạnh đây thì có một cái đường USB. Đường USB này cũng rất là hay này. USB này em nhớ không nhầm là giải mã FLAC nhạc 2.8 hay nhạc 5.6, nhạc DSD 2.8 hay 5.6 ấy, thì đều giải mã được, đuôi AAC, đuôi FLAC, đuôi AWMA, vân vân vân, rất nhiều đuôi thì có thể đọc được. Thì các bác nên đổi đuôi cái nhạc của mình ra để các bác kết nối qua cái đường này cũng rất là hay. Em được biết là bây giờ trên thị trường ấy thì có một cái dạng USB dung lượng lớn, nó có thể chứa được dung lượng tới 128GB. Tức là các bác, nếu các bác dùng ổ cứng thì mấy trăm GB, thì các bác cầm cái ổ cứng nó to như này, mình di chuyển nó hơi khó khăn, thì thay vì đó các bác dùng một cái USB 128GB, thì em nghĩ là để cóp đầy 128GB đấy, nó chỉ nhỏ xíu bằng hai ngón tay thôi, thì dùng nó rất là ok rồi, mà rất là linh hoạt. Chúng ta có thể bỏ mang đi đường, mang lên cả ô tô, nếu mà ô tô là các bác nào đọc được cái USB đấy thì cũng rất là tuyệt vời, vừa tiện mà mình vừa có thể sử dụng được linh động. Đấy là cái cổng USB rất là hay của nó. Tiếp theo là một cổng nữa, cổng Typhoon. Các bác nhá, cổng Typhoon thì hiện tại thì trong cái giới audio ấy, có rất nhiều bác đã chơi những dòng Typhoon cao cấp. Thì đây là một cổng Typhoon chuyên dụng của nhạc số cho những dòng Typhoon cao cấp như Beat hay là B&O rồi vân vân vân. Thì như rất nhiều bác mà các bác buổi tối mà các bác để ở trong phòng ngủ hay phòng làm việc của các bác ấy, mà các bác muốn không muốn ảnh hưởng đến người khác, mà các bác mà những bác chơi Typhoon chuyên dụng, đặc biệt là những bác chơi Typhoon chuyên dụng các bác nhá, thì các bác sử dụng cổng này thì em khẳng định luôn là cái độ méo tiếng rất thấp. Tức là cái phần Typhoon này hãng thông báo thiết kế ra là độ méo tiếng của phần Typhoon ấy giảm tối thiểu để các bác chơi dòng Typhoon chuyên dụng. Đấy là cái hay của nó, rất là tiện luôn ạ. Đó, thì ở đây chúng ta có những nút chuyển hướng, thì đó là nút bằng cảm ứng hết đâu nhá, cảm ứng hết luôn. Đó, rồi đây là nút suộc này, Bluetooth này, iPod này, có được kết nối Coaxial này, Optical 1 này, Optical 2 này, 2 đường quang này, một đường Aanox này, 2 đường Aanox này, đường này, setup này. Đó, Internet Radio này, cái này có cả Music Server nhá. Music Server nhà bác nào mà dùng ổ NAT ấy, ổ Music Server thì các bác có thể vào trong đó, các bác kết nối nhạc. Ở đây thì em đang kết nối bằng Wi-Fi luôn, em không, nhà em thì không có ổ NAT. Ở đó là những bác nào chơi nhạc số ở nhà, đã chơi đến nhạc số thì hầu hết mọi người đều biết đến Music Server. Không ai, hầu hết mọi người không chơi, nếu mà không chơi nhạc số mà không dùng Music Server là thực sự rất bất tiện. Đó,
thì khá là tiện, Bluetooth này thì chắc chắn rồi. Đấy thì một cái thiết bị như thế này mà nó không có cái tích hợp thêm cái phần music saver ấy, là rất là tiện cho các bác, để các bác có thể vừa nghe nhạc vừa có một kho dữ liệu luôn, hoặc là mình cũng có thể là sử dụng cái phần USB cũng được. USB thì nhiều khi nó cũng có cái hay của nó, và phần ổ nát cũng có cái hay của nó đó. Thì bây giờ thì em sẽ ở phần bên này là một group volume to nhỏ, ở cái phần volume này các nhá, trong cái phần cài đặt đấy nó có cái phần là phần volume limit, có nghĩa là các bác vào phần cài đặt đấy các bác chọn cái phần volume limit ấy, thì khi mà chúng ta mở to ấy, thì nó chỉ tới được 40 decibel thôi, hay là 60 decibel thôi, 30 decibel thôi. Thế là khi mà mình muốn to hơn thì mình vẫn ấn yes thì nó mới có thể to hơn được nữa. Thì cái phần volume limit ấy, thì nó có thể để bảo vệ cho phần công suất của âm ly, nó có tác dụng là như thế. Khi các bác mở volume mà mình bất chợt trẻ con nó vặn nhanh một cái mà nó vặn to quá, tức là nó không kiểm soát được cái volume ấy, thì nhiều khi có thể mở to quá ảnh hưởng đến loa, những loa bookshelf nhỏ nó có thể ảnh hưởng đến loa hay ảnh hưởng đến công suất của âm ly. Thì đấy là cái hay của nó, là tí các bác vào xong các bác bật cái phần volume limit lên thì nó sẽ rất là tốt bảo vệ âm ly của mình. Em khuyên cáo các bác nên dùng cái chức năng đấy. Ok, tiếp theo là sẽ là mặt sau của nó nhé. Âm ly thì có nhiều thứ để nói lắm bởi nó rất nhiều chức năng, chung quy lại là như thế. Đây này, ở đây có một cặp loa hai đường tiếng này, rồi con âm ly này sản xuất năm 2017 nhé. Không biết các bác nhìn rõ rồi, đây có cái tem này. Đây là ghi là 2017 đó. Đó, một đường audio out này. Con này các bác có thể làm được đầu giải mã luôn. Nếu bác nào muốn là tín hiệu từ TV ra giải mã ra thì các bác xuất qua cái đường này cũng được, làm đầu giải mã luôn cũng tốt. Đây có hai đường audio in này, hai đường quang này, một đường network này. Thì các bác cắm dây mạng LAN, mà ở đây anh là có hai đường anten để kết nối wifi rồi, thì em kết nối wifi luôn. Bác nào mà thích thì các bác kết nối network cho nó. Các bác dùng AirPlay, các bác nên dùng AirPlay, AirPlay tiếng hay của nó. Nhưng mà AirPlay ấy, thì các bác nên nhớ rằng ở đối với iPhone Apple ấy, AirPlay trên cái bản iOS 11 là bị lỗi. Do đó là các bác khi các bác cài đặt ấy, mà các bác nên update điện thoại của mình lên iOS 12, 13 trở lên. Riêng iOS 11 là AirPlay của nó bị lỗi, của cái hệ điều hành iOS nó lỗi chứ không phải âm ly lỗi các bác nhá. Trước đây em từng bán một chiếc thì các bác đi về các bác để hệ điều hành iOS 11 trong, nhưng mà sau khi em lên trên mạng tìm hiểu ấy thì cái hệ điều hành của iOS 11 cái phần phần mềm của nó bị lỗi AirPlay. Do đó là tất cả các bác nên update lên trên hệ điều hành của iOS 12, 13 hoặc là thấp hơn cũng được. Thì chung quy lại là một chiếc âm ly nhạc số rất là nhiều tính năng. Điểm qua một chút như là nó có Bluetooth này, có NFC này, có AirPlay này, rồi cũng có cả music server này, hai đường quang in để kết nối từ TV số này, có cả hai đường line in để kết nối từ thiết bị ngoài vào này, một đường sub out này, rồi một đường line out để các bác có thể làm đầu giải mã cũng được, tức là mình có thể làm đầu giải mã từ trên TV xuống cũng rất là tốt. Mặt trước thì USB đọc được tới đuôi flash này, tức là đuôi nhạc DSD 5.6 hay 2.8 MHz ấy. Rồi cái đường tai phone có thể làm được đọc cái được cả cái phần tai phone chuyên dụng, tức là đọc cho các tai phone chất lượng cao ấy với độ giải nén thấp nhạc xấu đấy. Rồi cả màn hình thì cảm ứng, màn hình thì có tới 3 dòng luôn, qua nhìn thì tới 1, 2, 3 dòng đó, rất là hiện đại. Thì em đã biết là ở trên thị trường Việt Nam ấy, cái sản phẩm này được phân phối độc quyền bởi bên Anh Duy Audio với mức giá đâu đó khoảng tầm 18-19 triệu. Thì hàng em thì hàng của bên Nhật đưa về điện 100V các bác nhá. Thì đối với bản không box như thế này, bản này là bản không có box, nhưng mà hình thức rất là đẹp, còn như là không có vết xước, khoảng tầm 98%, rất đẹp. Thì là 12 triệu và bản full box là 13 triệu nhá, điện 100V, hàng chuẩn Nhật đưa về đấy ạ. Đó, ok. Thì tự chung quy lại, chúng ta tổng hợp lại như thế thì ngay sau đây thì mời các bác lắng nghe đến một đoạn nhạc đến từ chiếc để đâm đi ra 100.
cho đớn đau hằn sâu trong thịt da. Có những vết thương còn để lại đời ta, giày vò theo tháng ngày, ôm ấp cuộc tình. Cuộc tình buồn vì ngày đó người đi. Ôi bao năm tháng yêu gần bên nhau rồi xa. Có những lúc em ngồi một mình đợi anh, đợi người đi trắng về, quên mất câu thề. Bỏ lại đây tình ta còn đang gió sang. Giữa bóng tối em ngồi đây buồn khói thuốc, giữa những nỗi đau còn đang kêu than trong hồn em cho đời xót xa. Vì nụ hôn còn thiết tha, khói thuốc trắng ly cà phê càng thêm đắng thấm ngón tay vàng. Tim chơi vơi theo thời gian có nhịp vắng anh, giờ thầm chết trong em. Yêu hai gieo khổ đau, giờ ta xa lìa nhau. Mỗi đứa mỗi phương trời, để lại niềm đau. Người đã xa khuất rồi, ta vẫn mong chờ. Chờ gì đây người ơi, chuyện tình ta vỡ tan. Giữa bóng tối em ngồi đây buồn khói thuốc, giữa những nỗi đau còn đang kêu than trong hồn em cho đời xót xa. Vì nụ hôn còn thiết tha, khói thuốc trắng ly cà phê càng thêm đắng thấm ngón tay vàng. Tim chơi vơi theo thời gian có nhịp vắng anh, giờ thầm chết trong em. Có những chiều em nhớ anh, nhớ anh thật nhiều, mong rằng ta còn tìm đến với nhau. Khói thuốc tàn trong quán khuya, em vẫn đợi chờ, tìm đâu tình yêu ngày đó giờ đã cách xa. Giữa bóng tối em ngồi đây buồn khói thuốc, giữa những nỗi đau còn đang kêu than trong hồn em cho đời xót xa. Vì nụ hôn còn thiết tha, khói thuốc trắng ly cà phê càng thêm đắng thấm ngón tay vàng. Tim chơi vơi theo thời gian có nhịp vắng anh, giờ thầm chết trong em.